em được yên bên người ấy. Cất hết tất cả ký ức tiếng yêu khi người ưa. Đứng lên đi về quê tao ngay. Đã nói đến đất Cần Thơ đầu tiên phải nói đến Bến Ninh Kiều, nơi có từng bác vĩ đại có cầu đi bộ dành cho tình yêu. Chợ đêm tay đô bắt đầu nhộn nhịp đông đúc vào lúc tối chiều. Quán ăn club quán bar du thuyền vui chơi nơi đây không thiếu. Nét riêng phong cách quý tộc, mỗi quán tàu đa mọi kiểu. Vào trong sẽ thấy được sự đẳng cấp chẳng cần tao phải nói nhiều. Qua công viên Lưu Hữu Phước đây được tận hưởng không khí trong lành. Công viên tao đàn cũng được, nơi này cũng đất thông mát trong xanh. Ghé bảo tàng quân khu chính đang gọi đu đủ sữa đầu nành. Em một đường liên từ trầu muốn dịch nói chào là tiếng vang dân. Những người nổi tiếng như đền Bình Thủy, nhà cổ Bình Thủy, Vân Cò, Văn Lăng, chùa ông hay chùa Năm Nhã, Lăng Hoa, Bà Bộ, chờ nói cái răng. Bãi biển Cần Thơ rồi sân Vân Động cùng với thiền viện Trúc Lâm. Những nơi gắn liền tên tuổi với đất Cần Thơ qua bao thăng trầm. Từng xa đằng kia đang bước vô, làm cho tim anh như như tăng cầu. Cầm một nhành hằng thật đẹp trên tay, baby ơi em xin nhắc đến đây. Đôi mắt long lanh như là bồ câu, xinh cơ như anh cũng phải đầu. Đồ lấy sơ mi như thật đẹp trai. Đã cho anh biết rằng anh không phải người em tìm kiếm lâu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.